Chào anh em nhá. Chào anh em, hôm nay anh em đi tháo hồ bắt cá. Tây Nguyên có mưa rồi, hạn hán nhưng mà có mưa. Giờ chỉ có tháo ao để mà bắt cá thôi. Bây giờ trả nước về thiên nhiên. Trả về thiên nhiên, mai mốt lấy lại thiên nhiên. Tháo như thế này thì chả mấy hồi là cạn thôi. Xin 80 kg bơ về ăn đi, tao không bao tiêu đi. Vô lý quá nhỉ. Sao cô ăn thuyền vào đây? Thả. Đấy thì nó không sao nhá. Thì nhà kia thì nó bỏ là mấy cái bồ thường nó mất nhiều quá rồi. Nó nhiều quá, nó bỏ là muối, muối đầy nó. Cái đấy chịu. Nó quy ra cái bình cây bao nhiêu thì đầy nó, cái chịu thôi. Đây là thà nó là ăn xin ăn cắp, đây là xin ăn cắp về ăn. Bơ Ba Tư đắt mà, bữa nay ký bao nhiêu? 30.000 à? Trước khi như 70-80 sao mà? Ôm rồi ghép. Đục đục cái kia, cá to kia. Nhà chú có bơ bút không? Đừng có bơ bút cắt hết đi, ghép không bơ tư. Nhanh có chán lắm. Bơ tư ăn ngọt rồi đấy. Dẻo, ngon. Cái trồng... Cả nồi. Xem với anh chàng bắt cá. Nó lấn xuống hay sao vậy? Ồ, nó vẫn còn chui qua dưới được này, ở dưới còn nhiều rồi. Ồ, nó nhảy vào hầm kia kìa. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, ôi cá lóc, cá lóc. Đây lưng lưng kìa. Ôi dồi, con này con cá rô. Cái Thình thả xuống thôi. Kể nó. Từ từ đó, đừng giết sau giờ cho bắt. Rồi xuống nào. Mà chép. Ôi dồi. Mà sao luôn nó không vào ta? Ôi ôi, ôi 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 ôi
Úi ôi, cá trắng. Úi ôi, cá trắng. Vẫn còn có nhiều đấy nhỉ. Úi, đây, 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 đây. Vẫn còn có nhiều đấy nhỉ. Úi, đây, 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 đây. Lên. Cá to cho nó. Ôi 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 trời trời. Cá to rồi cái gì? Đi đi chưa? Rồi rồi chứ. Chào Tài Hải. Ui. Con này ngoài đấy. Nó lần trên đất à. Cách chơi, cách chơi, cách chơi. Chào Tài Hải. Ui. Ôi, tung tung vào xong rồi vô. Bùm. Con này ngoài đấy. Thôi này, anh cầm lên luôn, đó. Ô, mấy con trai nó cũng vào kìa. Ôi, cũng vào xong rồi, chú. Con trai đứng bên kia. Thôi này, anh cầm lên luôn. Ô, cà chê, đúng không? Ô, mấy con trai nó cũng vào kìa. Lấy cái tay khoang nó bùn nó ra. Lấy cái tay khoang nó bùn nó ra. Nước phải lên bờ hắn đổ cái hắn rửa rồi. Ông chú ơi. Ông ơi, kêu bác ra. Mà thình được con cá nó cứ mò lòng vào cái chỗ ở đâu ấy. Mà thình được con cá nó cứ mò lòng vào cái chỗ. Rồi. Giờ đến lượt mình mò xuống bắt mấy con cá chê. Rồi. Giờ đến lượt mình mò xuống bắt mấy con cá chê. Cá. Cá bùn. Đủ loại cá. Còn con nào to? Lấy cái xô chụp. Lấy cái xô xuống chụp. Con này nó ẩn nó im như. Đéo được. Thôi không xá nữa, xá với cần cá nhỏ chết nhiều lắm. Mày lấy cá đổ trong bao này, mày lấy cái xô chụp lấy. Đây, bao này. Vứt bao xuống này. Nguyên. Đây. Làm thế nào được với món cá này đây? Mời các bạn góp ý xem. Thứ nhất là rửa sạch. Thứ hai thì làm ruột. Cá nhảy. Cá này làm cá nhảy không được đâu.
cá chép ấy thì làm được. Không thấy à? Có khi nó qua bên này rồi, không phải vòng vòng lên nữa đâu. Không thấy rồi, đi đâu mất luôn rồi. Không thấy rồi, mất đâu rồi. Được rồi, to không? Vô xem nào. Thôi vô. Ây dồi. Rồi. Con này đúng là con cá chê rồi. Chính xác rồi. Thế mà chứng tỏ nó to này mà nó luôn đi khó bắt nhỉ. Tay cầm đi. Chọc cái. Chọc cái gì? Đó. Nó chọc cái ngành dưới. Cái ngành dưới nó mới chọc cái. Cá này đấy, bắt cái... là sợ nhất là cách bắt cá chê an toàn. Dạ chú. Bắt cá. Nhiều lắm. Cả đống.